ngang Gò Dầu ghé mua xài. Vô đây chơi nếu mà ghi 30 lòng có tách à. Không đâu lửa cốt. Đây 20 nè. Ăn chưa? Con ăn bữa con mua thân thân rồi. Giá 15.000 ký hả? Hả? 15.000 hả? Ủa tại đó nhiều không? Tại nhiều à? Ăn đó gì kêu á. Cá tròn này nhiều. Hả kìa, tao hỏi kìa. Ăn làm hả? Nó mang lâm. Tao để giá. Ơ trời ơi, tại để giá 15. Giá xanh, thầy xanh. Thầy xanh là xài này nè. Tại sao là xài này nè? Tại này à. Nó đầu nó ra là tên gì? Ta kêu xe cóc quá, xe lon nó nhỏ. Dạ. Xe lon á hả? Bây giờ 20.000 ký hả? 20.000 ký giờ muốn thích cái nào lấy cái đó. Còn cái nào xanh hả? Này chín hả? Này gì sọn ra cái như vậy dần dần thì tao 15.000. Là nhiêu? 15.000. Rồi con cái này đi. Nè, con cái này là 15.000 ký. Vô sọn ra, sọn ra đúng giá. Để lên trên bàn lửa. Mua trái thôi. Nó xài giống xài xài lửa hả? Dạ. Chị Nam lửa xài Nam. Thôi. Mua nhà còn á. 2 ký. 367. Mà nhà chị nó mua còn nhà. Cái này là nhiêu ký? Mới hợp lớp 9 hả? Cái là bự ba. Cái tám xài này ăn chín ăn sống nè, chín sống gì cũng ngọt hết trơn. Cái này trái nhiêu nè, tăng cho 2 trái này đi. Cái này nè tiền nè, trái đó 2 trái mới đưa ra đó nhiêu ạ? 2 trái ký tám. Rồi 2 trái xài đó nhiêu vậy? Nè mua này à. Cái này 2 kg của ai vậy? 2 kg đây. Xài này ở đây ở miền Tây vậy em. Thầy Tây Ninh. Nó già là màu đỏ hay già màu trắng? Vô mấy cái xài. Mở được mà muốn. Mở này không? Này phải không? Út mua nhiều hết không? Mua cái trái màu xanh nè, không có mua trái hồng. Con thôi nó kêu nó mua một cái trái hồng cho nó. Mua trái hồng.
mua trái hồng, trái nào cho anh hai nó không? Ủa sao cái hồng hồng mà cái vàng vàng, vàng ta, mà trái nào? Nhưng mà bổ ra nó màu gì? Chị Năm mua hai trái hả chị Năm? Hai trái nè. Con có cầm cái mỏ lên về nhà cho nhìn cháu.